Chào các bạn đến với video của FPK Entertainment, và ngày hôm nay mình lội tổ tóc giả để mình khải khiện cả thế giới, khải khiện từ tổ tông ông bà lội ngạn cả nói chung là khải khiện. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mixing sinh với sao trúc, nhưng mà trước khi mình mixing sinh với sao trúc thì mình cũng xóm một lời chia sẻ với các bạn, đó chính là làm kênh YouTube không phải là lúc nào cũng ăn mặc đẹp rồi lúc nào căn phòng sang trọng hoặc là người nổi tiếng mới làm một kênh YouTube, miễn truyền đạt đúng cái kiến thức của ngày ra thì truyền đạt đúng cái nội dung là cần thôi, còn cái hình thức nó chỉ là phù phiếm thôi. Có những người mà sở hữu phòng thu bạc tỷ nhưng mà thật ra họ cũng bao giờ họ dùng cái đồ bạc tỷ đâu, mà có khi họ chẳng biết vặn cái đồ bạc tỷ đã đi thảo thôi. Đấy là câu chuyện khả khiệu của chúng tôi. Ngoài ra thì ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn video liên quan đến sao trúc, bởi vì nó liên quan đến cái việc mà rất nhiều người trên kênh của mình là học về nhạc cụ dân tộc, và khi họ hỏi đến một nhạc cụ hoặc là tất cả các nhạc cụ khác thôi, thường họ chỉ quan tâm đến cái nhạc cụ đó thôi, và mình cũng có lời khuyên các bạn đừng chỉ quan tâm đến nhạc cụ đó. Đôi khi mình gặp một số bạn, mình muốn tư vấn các bạn là các bạn ơi, các bạn hãy học nhiều thứ lên, các bạn hãy nhìn tổng hợp mọi tất cả mọi thứ đi, các bạn đừng nói là bạn chỉ cần chúng ta chỉ còn quan tâm đến guitar, chúng ta quan tâm đến nhạc cụ sáo trúc, chúng ta quan tâm đến nhạc cụ sáo tiêu, hoặc là chúng ta chỉ quan tâm đến nhạc cụ này thì chúng ta chỉ học cách thu của nhạc cụ này là sao cho tốt nhất thôi. Trong khi đó là mối quan quan của một âm nhạc đó là mối quan tổng thể của tất cả các bản nhạc khác nhau, đặc biệt là trong các trường âm nhạc thì chúng ta luôn luôn có bộ môn gọi là đến kỳ thi thì chúng ta tập hợp các bạn nhạc với nhau để chúng ta đánh với nhau, đấy là tầm quan trọng của các bản nhạc. Nhưng mà đôi khi lời khuyên như thế là lại khiến cho các bạn kiểu như chóng váng, các bạn bảo là đéo học cần học nhiều thế và cần gì cái đấy thế. Đôi khi là cái lời khuyên đó thì đôi khi là mình rất là nhiệt tình, nhưng mà người ta lại suy nghĩ rằng là ông lại bố đời hay ông lại là khoe khoang cái điều đó thì nó rất là phức tạp. Vậy nên câu chuyện làm kênh YouTube nó rất là vất vả. Nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể là like, share, subscribe kênh channel của mình để xem những cái lúc đấy nhé. Còn mình vẫn có lời khuyên cuối cùng là đó, thế nào các bạn muốn quan tâm thật sự mọi thứ, tất cả mọi thứ thì các bạn ngay cả các bạn chỉ làm một cái thứ rất là đơn giản thôi thì các bạn cần phải quan tâm tất cả những thứ còn lại, chứ không phải là bạn chỉ liên quan đến việc là làm sao mic cho tốt. Thì ngoài việc tập mic cho tốt thì các bạn có thể thu âm cho tốt, rồi điều khiển âm thanh cho tốt, rồi hiểu tất cả mọi tính chất của âm thanh, thậm chí là tính chất của nhạc cụ. Vì thế chúng ta sẽ vào video này liên quan đến cái việc mà chúng ta mixing nhạc cụ sáo như thế nào. Còn cái việc mình độ tóc giả này chủ yếu là để khải thiện cho các bạn ngay thời gian ban đầu thôi, chứ còn nội dung của mình thì ai cũng biết rồi, đó chính là vào video thôi. Không biết các bạn có nghe có hiểu không, nhưng mà đại loại là trong video này thì mình có một cái bản nhạc thu sáo trúc của một bạn Huy Bu. Đấy, Huy Bu, bạn ấy trên kênh của mình, bạn cũng đang học liên quan đến sáo trúc, bạn cũng đang học trong trường và cũng được nhiều giải liên quan đến sáo trúc. Tôi nghe đồn thế, đến giải đấy tôi coi như tôi bốc phét đấy. Nhưng mà đại loại là bạn ấy là Huy Bu, vì thế là bản nhạc trong bộ trong cái video hướng dẫn này là một cái bản nhạc trong bộ cái intro và tên là Baby Cry trong cái intro của bộ phim Tokyo Given. Thì trước khi chúng ta vào cái bản nhạc này thì tôi cũng có một số các lời chia sẻ như sau. Thứ nhất là cái bản nhạc này đó là Tokyo Given là một cái bản nhạc trong bộ phim anime, vì thế nhạc nó hơi nhanh Huy Bu và nó hơi vui tươi, vì đấy là nó hơi bị sai quan điểm so với việc mà đối với nhiều nhận thức của người Việt Nam, trong tâm trí của người Việt Nam hay là tâm trí của những người lớn tuổi đối với nhạc cụ dân tộc, đó chính là âm thanh phải du dương, mang tính chất dân tộc nó mới đúng nghĩa. Nhưng mà thế giới bây giờ chúng ta 2023 rồi, chúng ta không thể ngồi ở những cái năm thế kỷ 18, 19 như thế nữa. Đó là nó khác cái thời điểm ngày xưa rồi. Cái này, cái tóc này nó cứ vào mồm ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ play. Đây là âm thanh thô nhá. Đầu tiên là trước khi chúng ta nghe, chúng ta phải nghe thật kỹ tất cả mọi thứ. Theo như mình biết thì bạn này, bạn ấy thu ở nhà bằng con microphone XML770, rất là rẻ thôi, nó có khoảng tầm 2 triệu gì đấy, mình không nhớ không nhầm đấy. Bán cũ nó khoảng tầm 1,5 triệu đến 1,5 triệu tùy từng nơi bán, ngày xưa tôi bán là 1,5 triệu đấy. Thì mic XML770 sao cả cũng rẻ thôi, for cry đấy. Rồi bạn ấy thu âm như thế nào ạ? Bạn ấy thu âm là bạn ấy để cái mic ở phía trên, check một tí và cách xa khoảng tầm một khuỷu tay này. Và các bạn hãy nghe thấy rõ rằng là cái âm thanh nó rất là dịu, nó không bị bật quá nhiều phần trầm và không bật phần cao, nhưng mà nó lại có không gian môi trường. Ngoài ra thì các bạn hãy nghe thấy một tí cái phần rò rỉ liên quan đến việc mà headphone đậy không kỹ và nó ra tiếng âm thanh bên ngoài. Rồi, âm thanh môi trường ở đây thì bạn ấy thu ở trong nhà thôi, căn phòng nó không có tiêu âm, cũng không có cách
cách âm. Nhưng mà như mình nói, đó chính là cái âm thanh của những cái nhạc cụ như kiểu này nó phải có sự cộng hưởng của môi trường nó mới thú vị. Đấy, đại loại là như vậy. Vậy nên là các bạn có thể nghe thấy âm thanh rất là tốt. Ngoài ra thì ở đây thì mình cũng đã cắt gọi là cắt nó ra. Ví dụ như là âm thanh ở để cho các cái lường âm thanh, ví dụ mình cắt nhỏ ra đây để các bạn nhìn thấy tất cả các phần âm thanh này, nhìn nó đều như nhau. Đấy, nó đều như nhau để chúng ta có cái mức âm lượng nó tương đối là mức biên độ âm lượng nó tương đối là gợn, nó giống nhau để chúng ta dễ xử lý hơn. Và bây giờ bạn hãy nghe lại và bạn đánh giá lại những cái giá trị mà các bạn vừa nghe vừa lấy nhé. Bạn hãy cố cảm nhận đi, cảm nhận về những cái liên quan đến không gian, những cái nốt nhạc hay là luồng gió thổi đến từ miệng của ca sĩ phi ra. Đấy, có cả tiếng thở đây. Đấy, bắt đầu tê 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 tê. Bạn có thể nghe thấy, bạn có thể nghe thấy tê 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 này, có cái luồng gió nó đi qua hai cái khe của cái lỗ thổi không? Đó. Nó một cái khe ở trên, gió khi nó hít qua cái miệng sáo nó sẽ một cái luồng lên trên, một cái luồng xuống dưới, đúng không ạ? Chứ ai có thổi thẳng vào cái lỗ đâu, các ai ngậm tu vào đấy đâu, đúng không ạ? Chỉ có những người mà chuyên ngành đặc biệt người ta mới ngậm vào những cái kèn đặc biệt thôi, còn đâu là mọi người sẽ thổi qua nó. Bạn sẽ thấy là có cái luồng gió nó cộng hưởng và nó tạo ra tiếng hộp ở trong đấy, tại vì cái rừng luồng gió nó đi xuyên qua cái ống mà, nên nó tạo ra một cái gọi là cộng hưởng bên trong, cũng giống như thu âm đàn guitar của chúng ta cũng thế thôi, nó có một cái âm gọi là âm cộng hưởng ở bên trong thùng đàn, hay còn gọi là tiếng bossy của đàn đó. Đó, mỗi lần là tiếng sáo nó rung đủ lớn và nó đủ cái tần số trùng với tần số của cái kích thước của cái vật liệu đó thì nó mới tạo ra âm thanh khác nhau giữa các nhạc cụ, chứ không có khớp. Thế nên mới phải học mic chứ. Học mic đâu có dễ đâu anh em, nhưng mà anh em có thể làm theo tôi nó cũng dễ hơn. Ok, bây giờ đầu tiên là gì, mình sẽ sử dụng một cái EQ. Trước khi mình làm video này, mình cũng xin khả hiện thêm một phần, đó chính là mình đang sử dụng cái Cubase Element thì các bạn sẽ mua những cái sao cạc của hãng Steamboat này, M Audio hoặc là một số các hãng khác, thì nó sẽ tặng cho bạn một cái code Cubase Element miễn phí. Đấy, thì đây là mình đang sử dụng Cubase Element đó, miễn phí nhá, không mất tiền. Bạn mua cái bạn được cái miễn phí, bạn sẽ lãi được khoảng tầm $99, tức là hơn 2 triệu đồng. Rồi ở đây mình sử dụng các cái super plugin có sẵn trong Element của Cubase, không sử dụng các bên ngoài, để tránh cái trường hợp là các bạn cứ theo đuổi là tôi phải thích cái này đấy rồi kia. Rất nhiều người ta bảo là phải đú theo cái plugin này, đú theo cái nhạc cụ kia thì nó mới hay được. Nhưng cái quan trọng là đầu tiên cứ phải làm tốt tất cả các vấn đề cơ bản đã, rồi muốn hay hay không thì ông ấy phải trải nghiệm thêm. Chưa lên voi đã muốn thành thần tiên khó lắm. Rồi ok, bây giờ nên là video này là video khả hiện. Ok, bây giờ câu chuyện là mình sẽ sử dụng cái Studio EQ này. Cái này nó EQ trong Steamboat nó ít thôi, nó có một cái Studio EQ và cái DJ EQ thôi, và nó không có cái EQ Dynamic kia đâu, nên các bạn chỉ làm được những cái rất là đơn giản thôi nhé, không có phức tạp. Rồi bây giờ câu chuyện của mình ở đây là gì, bạn hãy nghe âm thanh khi mình bypass bật lên, tắt đi, bật lên. Rồi mình sẽ giải thích cái câu chuyện là mình làm cái gì ở đây. Đầu tiên mình sẽ làm thao tác như sau. Mình sẽ cắt cái tần số này đi. Đấy. Khi mình dùng cái này mình cắt đi thì mình cố nhổm lên một chút để cho nó giữ được cái hơi ấm ở phía dưới. Và bạn hãy nhìn cái tần số mình cắt đây. Đấy, nó cận gần đít. Ở phần gần đít thì nó mới có độ ấm. Và nếu mà bạn cắt thẳng như thế này thì nó sẽ rất là mỏng. Đẩy lên một chút. Và để nó giữ lại được cái hơi thở, hơi không khí của âm thanh. Đấy, câu chuyện là như vậy. Vậy cái điểm thứ hai, thứ ba này thì mình làm cái gì ạ? Bạn sẽ thấy là âm thanh nó không được rõ ràng đúng không ạ? Đẩy lên. Mình muốn lấy cái phần trọng tâm, tức là tần số hiện diện, present của âm thanh nó được hiện diện hơn, nó được nổi bật hơn. Hay nói khác ở đây là mình làm rõ ràng phần trầm và rõ ràng phần cao để cho âm thanh nó có cái sự tách mạch và sạch sẽ nhất. Rồi,
ở đây chúng ta sẽ có một cái điểm tại tần số này. Tại tần số này khi mình đẩy lên, mình nghe thấy âm thanh nó giống như kiểu là nó, như mình nói đó chính là khi người ta huýt sáo qua cái ống ấy, thì nó sẽ có một cái cộng hưởng bên trong box đấy. Đấy, rồi nó sẽ ấy, nó kéo dài ấy. Thì mình tìm cái tần số đấy ra, và bạn sẽ nhìn nghe thấy khi mình đẩy cái gain này lên, bạn sẽ thấy là âm thanh nó giống như kiểu là tiếng sáo nó cả lên, nó sẽ kiểu khe 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 khe. Đó, bạn thấy nghe thấy tiếng gió không ạ? Bạn giảm xuống. Và tắt đi. Đúng ạ, tắt đi thì bạn sẽ nghe thấy hù hù ngay. Bật lên, loại bỏ đi. Vậy là câu chuyện của chúng ta là vừa giữ được cái phần ấm áp, gió nhẹ ở dưới, làm nổi bật nó lên. Rồi, bây giờ câu chuyện là khi chúng ta huýt cái con sáo này, thì nó sẽ có những cái tần số mà nó sẽ bị cộng hưởng, bị chói tai. Vấn đề liên quan đến cái vấn đề là căn phòng của chúng ta. Vì thế là chúng ta sẽ sử dụng cái này. Tại vì căn phòng nó không được điều trị, tất nhiên nó cái tần số cao. Ví dụ như bạn thử hát ở trong phòng, bạn sẽ thấy là đến cái khoảng tần số nào đó nó kiểu nó bị vang ong trong đầu của mình ấy. Đấy, mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ câu chuyện là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng một công cụ DSR. Mình sẽ dò cái tần số mà mình cảm thấy nó quá khích ở đây, và mình sẽ DSR nó. Mình tắt đi. Mình sẽ thấy cái điểm này nó chói tai. Đó. Thì mỗi lần khi cái nó lên cao thì nó sẽ bị kiềm xuống, và mình nghe cảm giác không bị chói nữa. Tất nhiên là cái DSR có sẵn ở trong phần mềm Cubase nó sẽ rất là kiểu bị nhạt, tại vì nó nhẹ hơn các công cụ DSR khác. Nhưng mà chính ra thì đấy lại còn mình cảm thấy thú vị, tại vì nó nhẹ, nó giữ lại được tính chất. Chứ còn các bạn mà kéo đi thì nó còn cái gì nữa, nó phải giữ được tính chất của nhạc cụ. Rồi, câu chuyện bây giờ là chúng ta đã thấy âm thanh nó khá là soft và nhẹ. Bạn phải nghe lại âm thanh trước khi, và bật lên. Soft hơn đúng không ạ? Nhẹ hơn đúng không ạ? Đây rất bật nhưng mà nhiều nhiều cái tần số không cân bằng. Ở đây soft quá. Nghe kiểu ui nó nhẹ quá. Nó nhẹ ơi là nhẹ, nhẹ vô cùng nhẹ. Thế thì nó mất hết cái tính chất mà tôi muốn phập phồng ngay từ ban đầu rồi đúng không ạ? Ngay ban đầu thì nghe hay hơn đấy. Bây giờ tự nhiên mọi thứ nghe nghe cũng sạch hơn, nhưng mà nó nhạt thế. Nhạt nước ốc. Thì bây giờ chúng ta làm gì ạ? Phải tăng lại cái lượng dynamic của nó lên bằng cách chúng ta sẽ sử dụng compressor. Ở đây mình sử dụng tube compressor. Lý do tại sao mình không sử dụng vintage hay các loại compressor khác, thứ nhất là cái tube compressor này nó có khả năng attach và nhả lén, nó khá là smooth và mềm mại. Vì thế mình muốn là cái đường lên đường xuống nó chỉ nhấn một chút thôi là ok. Và ở đây thì các bạn này nhìn thấy attach mình đặt khoảng tầm 68, relay thì mình đặt nhỏ nhất 10 mili giây. Tất nhiên là bạn muốn thanh tai hơn thì bạn ấy, nhưng mà mình mong muốn là có thú bật. Mà đặc biệt ở đây thì mình dùng auto rồi. Mình quên mất, mình dùng auto và hai righto để những cú bật nó được rõ hoàng hơn. Quan trọng nhất ở đây đó chính là thời gian attach, mà bạn hãy quay những cái lúm input này này đấy, tăng dần lên. Nhìn cái đồng hồ kim nó nhảy nhảy và lắng nghe âm thanh đó. Mỗi lần mà người ta thổi bạn thấy nó âm thanh nó lẩy tưng 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 tưng, là bạn thành công đó. Dễ lắm, dùng compressor dễ lắm các bạn. Dễ lắm đấy. Rồi bây giờ bạn hãy nghe lại tính chất của âm thanh nhé. Ban đầu nó rất là nhạt, sau đó bạn nghe thấy âm thanh nó cứ pop 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 pop, thế là ổn. Bật lên này. Đó, nó lẩy pop 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 pop, nhạt đúng không? Sau khi cái đấy xong rồi, nhưng mà các bạn nên nhớ là có một công cụ rất là hay, đó chính là mix và red ở đây. Tức là pha giữa âm thanh thực và âm thanh sau khi compressor. Mình thường thường các bạn nhìn thấy không, mình hay compressor kiểu nó lên khoảng tầm 12 với 11 như này, còn mạnh tay lên. Nhưng mà mình có công cụ mix ở đây, mình sẽ pha trộn nó âm thanh gốc. Và vì thế là âm thanh của mình nghe nó vừa tự nhiên, nó lại
vừa có con đấy, nên là chỉ thêm một chút cái hơi thở vào thôi, nó không cần phải quá là cầu kỳ và phức tạp làm cái gì cho đau đầu ra đấy. Rồi bây giờ câu chuyện là ở đây nó không chỉ thế, nó còn có một cái công cụ driver. Driver là nó thêm một cái lượng tube saturation vào, nhưng saturation lượng tube phải vào thì các bạn nghe thấy âm thanh nó rền hơn thì cũng công nhận thật, nhưng mình cảm thấy nó hơi yếu, và ở đây mình muốn là thêm đây tút. Lý do tại sao mình lại thêm, các bạn có thể nhìn cái tần số ở đây ra. Đó. Như trong cái video, nhưng các vấn đề liên quan đến EQ thì mình đã nói rồi, tất cả những cái này nó liên quan đến sóng hải bậc 2, bậc 3 cơ bản ấy. Đấy. Và là các bạn này nhìn thấy âm thanh nó hơi mỏng. Bởi vì cái lượng sóng hải tỷ lệ của nó quá mỏng manh. Một bản nhạc dày hay là một bản nhạc nó có cái lượng sóng hải nó rất là dày dặn và tốt tốt đẹp. Đấy, thế nên là câu chuyện là mình thêm cái day tube vào, mình thêm bổ sung sóng hải vào cho nó dày dặn hơn. Và bây giờ mình sẽ bật cả cái này lên để các bạn có thể nhìn thấy khi mình thêm tube rồi nhá. Cái day tube này thật ra nó là cái tube, nhưng mà nó thêm biến dạng tube vào để nó làm âm thanh kiểu nghe nó cũng biến chất cái âm thanh gốc đi thôi. Tại vì nó thêm sóng hải mà, âm thanh khác nhau ở sóng hải thôi chứ âm thanh khác nhau ở cái gì đâu, đúng không ạ? Nhạc cụ khác nhau bởi vì do sóng hải khác nhau, bởi vì nhiều cái khác nhau đấy thôi. Và cái bổ sung sóng hải là cái khiến âm thanh của bạn có thể là nghe sáng hơn hoặc trầm hơn tùy vào cái sóng hải bạn muốn. Tất nhiên ở trong phiên bản này của mình là mình sử dụng gọi là stop plugin lên, nó chỉ có mấy cái sóng hải cơ bản thôi, nó không có kiểu lào táp túp rồi căn tần số, nó chỉ đơn giản thế thôi, nên là cũng hơi bị giới hạn nhé. Nhưng mà nếu bảo bạn có điều kiện, bạn giàu, bạn có nhiều cái thì bạn có thể download cho mình mua mấy cái plugin về mình review cho các bạn đó. Bypass này bật lên này. Đó, bạn ấy nghe sóng hài nó được dày hơn và cái âm thanh cảm giác ấm hơn, nó mỏng manh bởi vì những cái lốt này nó được sinh ra quá ít đấy. Bạn ấy số lượng nhiều hơn không, nhớ nè. Nếu mình quay cái này lên đó, bạn thấy không, cái lượng này quá quá dày. Thường thì mình chỉ lên ít thôi, mình lên ít để mình giữ được cái tính chất của cái nhạc cụ thôi. Rồi bây giờ tiếp tục, tiếp theo đó chính là mình sử dụng công cụ DSR. Bạn thấy là khi chúng ta bổ sung sóng hải nó sẽ giống cái câu chuyện ở trên, là âm thanh nó quá là over cái gì đó thôi. Đây chúng ta bypass nhé, bật lên này. Đó, chúng ta lại khử lại cái chói vừa nãy thôi, có lẽ là giảm reduction xuống một chút. Đó, giảm cái chói lắm. Thật ra cái thông số này này, nếu bạn không biết, những bạn mới bạn không biết, mình có lời khuyên bạn cứ dùng cái này rất là hay ở chỗ là bạn cứ dùng nguyên của nó, bạn chỉ quét cái này này, để bạn nghe cái phần nào chói thôi. Ví dụ ở đây có sự solo này đấy. Đó, mình thấy ở đây chói không? Đó, mình bật đi là xong. Nó là một công cụ DSR nhưng mà nó rất là soft và rất là nhẹ, và nó rất là kiểu nó nhẹ ấy, nên là bạn cứ thoải mái bạn sử dụng. Đó, nó hay ở chỗ đấy. Stop plugin nó vui lắm. Rồi bây giờ câu chuyện là chúng ta nghe thấy âm thanh nó sự sáng tối, nó không rõ ràng. Mình muốn cân bằng lại vấn đề nó với cái beat. Đó, giả dụ ở đây mình sẽ bắt đầu play nó với beat này. Và bạn hãy điều khiển ở phần low và high của nó để cho bản nhạc của bạn nó cùng tone với cái beat. Ở đây bật lên, mình thêm nhiều phần trầm lên. Đó, bây giờ đấy. Và mình thêm phần cao để làm gì ạ? Để nó nổi bật hơn beat. Đấy, ví dụ ở đây mình bỏ đi bản nhạc hơi nhạt, hơi quyện quá, đúng không ạ? Hơi quyện quá. Nhưng mà để lên thì sao? Tắt đi, đúng không ạ? Lạc lõng đúng không ạ? Tuy nhiên bản nhạc nó đi theo một cái hướng khác, nó chẳng phù với beat gì cả. Bây giờ nó hợp rồi đấy. Đấy, nó hợp rồi đấy. Nó đơn giản là như vậy thôi, đơn giản, make easy là đơn giản như vậy. Nhưng ở đây mình có một cái thủ thuật, một cái tip trick, đó chính là mình sử dụng một con chorus. Mình sử dụng một con chorus với mục đích đó chính là mình muốn âm thanh nó có một cái sự slay, tức là cái vibro, cái gọi là rung cảm, cái gọi là sáng tạo bố đời. Cái này thì tùy cho các bạn nhé, có những người ta không thích, có những người ta không, tại vì cái này là phải điều khiển rất là tinh tế. Đúng ạ. Và tắt đi.
Vibo đấy, cái đó gọi là Vibo đấy, Vibo dung cảm hay nói khác là mình làm mọi thứ nó uốn éo đi đấy, nghệ thuật nó phải uốn éo kiểu kiểu như vậy, nó phải ẻo lả, nó phải thái quá thì nó mới hay đấy. Đây là câu chuyện là chúng ta sẽ có một cái âm thanh trước và sau như thế này. Để trước nhé, bật lên này. Tắt đi này. Âm lượng của mình dùng hơi nhỏ đúng không? Bây giờ mình cắt âm lượng lên to bằng lúc đầu nhé. Hơi quá. Tắt đi. Lên này. Đó. Các bạn sẽ thấy là khi mình tắt lên bật ly, âm thanh rất ổn định, giá trị đó đều cực cân bằng tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ câu chuyện là chúng ta sẽ làm sáng bóng nó lên một chút bằng cách là chúng ta sử dụng ping pong delay. Ở đây mình sẽ gửi nó ra một cái ping pong delay ở đây đó, gửi nó ra nhé, mình tạo một cái mình gửi ra ở đây, ping pong delay. Ping pong delay là mình sẽ sử dụng là 1/8 để tạo những cái kiểu slap 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 cho âm thanh nó kiểu như thế, và mình khoanh cái vùng tần số vào. Và ở đây thì cuối cùng mình EQ mình sẽ giảm đi một chút cái phần EQ ở phần là low đi, mục đích là để cho cái phần ping pong delay của mình nó được nó không cạnh tranh, nó không hú ở phần này, tại vì chúng ta nhìn cái tần số chúng ta biết là ở đây nó bị gọi là cộng hưởng nhiều ấy thì nó hú đấy, đại loại là như thế. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe khi mình đẩy này lên là biết ngay. Đó, nó hú. Cái thứ mình cần đó chính là những cái slap nhẹ đến từ phần ở trên này. Mình sẽ gửi sen nhiều hơn cho các bạn. Đó. Nhưng mà mình chỉ nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ai kéo ai lại để gửi ra lố làm gì, làm nhẹ nhàng thôi, tại vì mình còn một cái delay nữa cơ mà, à một cái reverb nữa mà. Ở đây mình sử dụng một cái reverb có sẵn của Cubase, đó chính là Wormwood SE, và mình chọn luôn cái reverb Grand này cho nhanh. Rồi bây giờ Wormwood của chúng ta ở đây rồi, và chúng ta ở đây cũng tương tự như thế. Mình mong muốn là gì, ở đây mình tắt cái delay này, mình mong muốn ở đây là cái tiếng của mình đấy vẫn giảm chỗ này đúng không ạ? Rồi, mình mong muốn tiếng reverb của mình khi nó đi ra cái phần hơi ấm nó được nhiều hơn, tại vì tiếng sáo mình hơi cao. Và mình muốn tiếng hơi ấm nó được tràn hơn, và bây giờ bạn sẽ thấy là khi mình tăng cái vị trí số 1 này lên thì bạn sẽ thấy hơi ấm nó quá nhiều và quá đẹp. Bây giờ mình sẽ giảm này xuống nhé. Ở đây mình gửi chưa nhỉ? Chưa gửi đúng không ạ? Gửi đây. Mình tăng lên không đây. Đó, nếu mà nếu tăng lên vừa thôi, đủ độ ấm rồi đó, đúng không ạ? Nó thêm cái lớp tràn ở phần phía dưới nhiều hơn, tại vì tiếng sáo quá cao và nó lại bị mất cân bằng phía dưới. Đấy là cái mình suy nghĩ là như vậy đó, nên mình giải quyết nó là như vậy, chứ không phải là trong trường hợp của bạn nữa, khi tiếng sáo của bạn háo hát là quá khác nó xử lý khác nhá. Rồi bây giờ câu chuyện là mình sẽ giảm cái này xuống và mình cân đối tỷ lệ giữa ping pong và reverb, nhưng thường là mình sẽ bắt đầu với cả cái delay trước nhiều hơn, tại vì cái delay nó sẽ cho tiếng âm thanh sạch hơn. Bạn muốn âm thanh vang sạch, bạn chỉ có điều khiển delay thôi, đừng có điều khiển reverb. Reverb nó càng bùn, ví dụ như này, bùn lắm. Bạn có thấy vấn đề không? Đấy. Rồi câu chuyện đó. Thế nên là cái chuyện delay reverb ấy nó chỉ thong thoảng thôi. Mình tắt này đi. Đó, nó nhẹ nhàng, nó rõ ràng hơn không? Và mình chỉ cần thế này thôi, và ở đây mình tăng reverb lên. Rồi, bây giờ mình sẽ cân đối nó với cả cái beat. Tại vì nếu mà reverb vào chúng ta mà nó không đủ dày, tức là không đủ nhiều, thì cái beat nó sẽ làm cho cái tiếng reverb của mình nó không hay. Đó. Đó, phải nhiều hơn một chút đó. Đó. Và âm thanh trước và sau, tắt đi. Bỏ nhạc đi.
Thế mình ứng insert vào. Thêm sen vào. Và bật tới nhạc. Bỏ insert đi. Bỏ sen đi. Thêm insert vào. Thêm sen. Câu chuyện của hôm nay nó chỉ đến thế thôi. Tất nhiên là sốc mic bằng sốc plugin thì đôi khi có những cái mình sẽ kiểu không điều khiển được quá nhiều hay tác động quá sâu vào tiến trình của một vấn đề. Nhưng các bạn có thể nghe thấy rằng là với việc sốc plugin chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều cái thứ mà chúng ta không thể nghĩ tới được. Ok, tạm biệt các bạn nha.